Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 222 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đại truy tung thuật Phương Hàn khẽ gật đầu, môn đạo thuật này tuy bài danh không cao trong 3.000 đại đạo, thế nhưng cực kỳ huyền diệu trong các loại đạo thuật. Tiến hành truy tung cơ hồ là không gặp một chút sơ sót. Trong truyền thuyết tu sĩ có cảnh giới chân tiên thậm chí có thể truy tung người trên tiên giới. Nhân hoàng bút cũng có môn thần thông này, thế nhưng hắn cũng không có truyền thụ cho Phương Hàn. Nhân hoàng bút tổng cộng có 300 đại đạo, nguyên nhân không truyền thụ cho Phương Hàn là sợ hắn phân tâm, tu luyện gián đoạn. Phương Hàn tu luyện 26 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, như vậy cũng đủ tấn chức rồi, nhiều hơn sẽ không tốt, cái gì cũng không học thàng Đợi khi cảnh giới của Phương Hàn cao thâm, tỉ như đạt tới giới vương cảnh mới có thể từ từ học nhiều đại đạo hơn, có thể phân tâm tu luyện, không đến giới vương cảnh, tu luyện ra thế giới của mình, hết thảy đều vô căn cứ cửu đỉnh tiên tôn này khí thức cũng tương tự như một đại thánh của yêu tộc có thể nhìn ra hắn chính là cao thủ dưới vương cảnh trong lòng phương hàn thẩm mỹ nhưng mà hoàng thư của tô tú y phi thường lợi hại phút cuối cư nhân có thể nhân khí hợp nhất kết hợp với thế giới chi lực của huyền hoàng đại thế giới tuy sau khi kết hợp sẽ gặp trói buộc rất lớn thế nhưng không ai có thể đánh bại hắn thậm chí là không thể tìm được hắn điểm này phong bạch vũ lại không nói cho ta biết chẳng lẽ là trong một sát na trong đầu hắn lóe lên trăm ngàn ý niệm đều phân tích từng cái một rồi từ đó có thể xảy ra biến hóa gì? Thế nào? Không biết những tin tức này có đủ khiến Tiểu Hữu động tâm hay không. Đương nhiên ta cũng không phải dùng những tin tức này để đổi lấy Thuần Dương Đan của Tiểu Hữu, mà là dùng các loại tài liệu ngưng luyện pháp bảo để giao dịch, những tin tức này chẳng qua là lợi thế để hợp tác cùng Tiểu Hữu mà thôi." Cửu đỉnh tiên tôn thản nhiên nói, "Nếu như Tiểu Hữu cảm thấy không thể hợp tác, vậy cũng không sao cả." Cửu đỉnh tiên tôn cư nhiên trọng đãi như vậy ta cũng không thể không phóng khoáng. Phương Hàn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên búng tay, Gần đây Cửu đỉnh Hiên có danh dự rất lớn, ta cũng không sợ Cửu đỉnh Tiên Tôn làm chuyện bất lương với mình. Ta cũng đang thiếu một số tài liệu để ngừng luyện pháp bảo. Đó là đương nhiên, tiểu hữu tấn thăng đến tạo vật cảnh, hiện tại có thể lợi dụng tạo vật chi khí luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể nói là kinh thiên động địa, thế nhưng cần phải có số lượng lớn tài liệu. Ta đã sớm nghe nói tiểu hữu có một kiện trí bảo kinh thiên động địa của Long tộc là Bát Bộ Phù Đồ. Hiện tại nhất định phải tấn thăng lên thượng phẩm đạo khí nhưng mà kiện trí bảo long tộc này cần phải có rất nhiều tài liệu mà kiểu đỉnh hiên ta lại có rất nhiều tài liệu chắc hẳn có thể làm cho bát bộ phủ đồ tấn thăng đến thượng phẩm đạo khí ngay đồn sau khi bát bộ phủ đồ tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí có thể câu thông với khí tức linh hồn cổ xưa nhất của hồng hoang tổ long long giới uy lực có thể sánh với tuyệt phẩm đạo khí hơn nữa có thể khiến cho cảnh giới của tu luyện giả tăng lên tới tình trạng khủng bố trên người nhiễm huyết mạch của hồng hoang tổ thọ nguyên lực lượng các loại thần thông đạo thuật đều tăng vọt hồng hoang tổ long ngươi còn không biết hắn lợi hại cỡ nào đâu. Trong truyền thuyết tại thời đại vĩnh cổ tiên nhân của tiên giới muốn tiến công long giới, để long tộc biến thành tọa kỵ của tiên nhân, là một nước phụ thuộc, dùng vật linh thú. Lúc đó hồng hoang tổ long đột nhiên xuất hiện, thân thể khẽ động liền quấn quanh một đại thế giới, há miệng nuốt vào vô số tiên nhân, khiến cho tiên giới phải khiếp đảm. Đối mặt với uy lực của bát bộ phủ đồ, ta nghĩ tiểu hữu sẽ không thể không động tâm, đúng không? Cửu đỉnh tiên tôn tựa hồ như là luyện khí đại tông sư, rất rõ ràng với hết thảy phương pháp luyện khí khí tức linh hồn của hồng hoang tổ long. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, biết trong bí kíp thiên long có ghi lại, bát bộ phù đồ đạt tới cấp bậc thượng phẩm đạo khí quả thật có thể triệu hồi ra bổn nguyên linh hồn của hồng hoang tổ long. Hơn nữa còn có thể dùng bổn nguyên linh hồn của hồng hoang tổ long gia trì lên thân thể mình, quả thật lực lượng có thể đột tiến, bách chiến bách thắng. Nghe đồn hồng hoang tổ long là người thủ hộ của long giới, tương đương với thủy tổ thánh vương của thần tộc. Nếu như có thể chính thức triệu hồi ra loại khí tức bổn nguyên linh hồn này, Đi lực quả thật là khả quan. Hơn nữa còn có thể giống như bổn mạng pháp bảo dung nhập vào thân thể mình. Thế nhưng bắt bộ phù đồ muốn tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí còn phải trả một cái ra rất lớn. Tỉ như hiện tại Phương Hàn muốn luyện chế một kiện thượng phẩm đạo khí, sau khi thu thập đủ tài liệu, dùng thời gian mấy ngàn năm có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn có ngang với tinh đế long sàng. Thế nhưng chỉ sợ có dùng mấy vạn năm cũng không luyện chế thành công bắt bộ phù đồ. Nếu như có đầy đủ tài liệu, lại được vị luyện khí đại sư cửu đỉnh tiên tôn này trợ giúp cũng sẽ không gian nan như thế nữa. Cửu đỉnh tiên tôn trông không khỏi thầm gật đầu khi trông thấy thần sắc hơi động tâm của Phương Hàn. Hắn biết những thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Phương Hàn. Khi nói chuyện làm ăn còn có thể tranh thủ thêm lợi ích. Lúc hắn hơi đắc ý, đột nhiên lại thấy trên mặt Phương Hàn hiện ra thần sắc vui vẻ. Cửu đỉnh tiên tôn không khỏi ngần ra. Sau đó thấy trên ngón tay Phương Hàn xuất hiện một đạo phù văn. Đạo phù văn này lóe ra quang mang tạo thành từng đầu nhân hình nho nhỏ đang không ngừng đánh ra các loại pháp quyết. Trong một sát na những nhân hình này liên tục đánh ra trăm ngàn trăm triệu ấn quyết liên minh bất tuyệt vô cùng huyền ảo đại biểu cho một loại đại đạo đại luyện bảo thuật ba nghìn đại đạo Cửu đỉnh tiên tôn trông thấy tấm phủ văn này thân thể run rẩy một chút tựa hồ như không tin vào ánh mắt của mình cuối cùng hắn chăm chú nhìn hồi lâu mới phun ra mấy chữ này trong ánh mắt toát ra quang mang thèm khát không chút nào che giấu đúng vậy đây là một trong những thần thông trong ba nghìn đại đạo đại luyện bảo thuật trong lúc ngẫu nhiên ta đã chiếm được môn đạo thuật này sau khi tu luyện có tác dụng rất lớn để luyện trí pháp bảo Đối với kẻ làm đại sư luyện chế pháp bảo như cửu đỉnh tiên tôn mà nói, thật sự là không còn gì tốt hơn. Phương Hàn ta ngoại trừ thuần dương đa gia, còn có bí quyết tu luyện môn thần thông này, không biết cửu đỉnh tiên tôn có hứng thú hay không. Phương Hàn tùy ý luân chuyển, lại khiến phù văn của đại luyện bảo thuật dung nhập vào thân thể mình. Cửu đỉnh tiên tôn ngẩn ra, sau đó ha ha cười nói, không hổ là đệ tử kiến xuất nhất của vũ hóa môn, là thiên tài trong thiên tài, xem ra làm ăn với ngươi thật sự là không chiếm được chút tiện nghi nào. Chiêu thức ấy của ngươi quả là lợi hại, đại luyện bảo thuật đối với ta mà nói quả thật là rất trọng yếu. Thật ra chín tòa xã tắc đỉnh của ta cũng là do một loại phương pháp tế luyện đạo khí thời thượng của luyện gia. Đáng tiếc hiện tại chính cái đỉnh này chỉ là một nửa tuyệt phẩm, không phải chân chính là tuyệt phẩm. Muốn trở thành tuyệt phẩm chân chính vẫn còn có khoảng cách. Nhưng nếu như cửu đỉnh hợp nhất, uy lực sẽ trên cả tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Nếu như ta học xong đại luyện bảo thuật là có thể biến một nửa tuyệt phẩm thành tuyệt phẩm chính thức rồi. Đã như vậy, người này đều cần thứ của người kia, như vậy cũng dễ nói chuyện. Xin mời, tiên tôn. Phương Hàn mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện cửu đỉnh tiên tôn cùng Phương Hàn hai đại cao thủ lập loè trên không trung, lập tức vượt qua khoảng cách hơn vạn viên tinh cầu, bay về phía xa. Không nói đến chuyện Phương Hàn cùng cửu đỉnh tiên tôn đàm luận sinh ý, đi tới tổng bộ của cửu đỉnh hiên nữa. Tại một mảnh tinh không xa xôi, đột nhiên một đoàn ánh sáng mãnh liệt xuất hiện. Đoàn ánh sáng này vô cùng mênh mông, không kém chút nào so với huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới, cư nhiên cũng là một đại thế giới, là thánh quang đại thế giới. Thánh Quang Đại Thế Giới có lịch sử vô cùng cổ xưa, tầng tầng lớp lớp các loại đạo thuật, trong đó Thánh Quang Đế Quốc chiếm cứ lực lượng lớn nhất, coi như là trung tâm, ảnh hưởng tới trăm ngàn tinh vực, hàng tỷ tinh cầu chung quanh. Giờ khắc này ở sâu trong Thánh Quang Đại Thế Giới, một tòa trong cung điện được chế tạo thành từ tinh thạch tinh khiết, vài người mặc trường bào trắng đang ngồi quanh một tế đàn, chăm chú nhìn tới rất nhiều bài vị tinh quang trên đài, giống như là linh vị người chết vậy, nhưng mà không có một điểm khí tức tĩnh mịch, ngược lại tràn đầy sinh cơ. Đột nhiên lúc này một chiếc bài vị ở phía trên cao đột nhiên nổ mạnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Toàn thân những người mặc trường bào kia chấn động, tự hồ như không dám tin vào mắt mình. Thật lâu sau đó, một người mặc trường bào trắng trong đó hét dầm lên. Nguyên mệnh bài của Tam Hoàng tử tự dương nổ mạnh, đây là đại biểu cho việc Tam Hoàng tử đã bị người giết chết. Sao có thể? Ai dám giết Tam Hoàng tử của Thánh Quang đế quốc ta? Đây là đại sự kinh thiên động địa. Mau mau báo tin, báo cho Hoàng cung, tông nhân phủ chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy cũng khó tránh khỏi tội lỗi mau nghĩ biện pháp bảo chữa đi. Tam hoàng tử cư nhiên xảy ra chuyện, nhưng hắn là cao thủ tạo vật cảnh, nghe nói lần này đi tới một nơi xa xôi là Huyền Hoàng đại thế giới, trong Hoàng Huyền đại thế giới đã suy si bại, không có cao thủ gì, Tam hoàng tử tại sao lại bị chôn vùi trong đó, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Lần này thái tử, nhị hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, còn có rất nhiều hoàng tử nữa đều sướng rồi, Tam hoàng tử bị người giết, bọn họ bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nghe được lần này Tam hoàng tử ra ngoài kiếm bảo bối, nếu như thành công trở về sẽ được bệ hạ yêu ái, chỉ sợ sau này ngôi vị hoàng đế chính là của hắn rồi. Cũng không chừng là như vậy, vị lão tổ tông huyền gia huyền vô cô kia là người ủng hộ tam hoàng tử, lão tổ tông đã tu thành hư tiên, đang tham ngộ thiên nhân à. Đi, chúng ta đem tin tức này báo cho đại hoàng tử, cũng được chút tiền thưởng đấy. Lập tức rất nhiều bạch y nhân bay ra ngoài cung điện, sau đó hướng tới bốn phương tám hướng mà phân ra, giống như đàn ruồi không đầu vậy. Nơi này là tông nhân phủ của Thánh Quang Đế Quốc tông nhân phủ chính là nơi chủ trì đệ tử hoàng thất mà trong này có rất nhiều nguyên mệnh bài của đệ tử thân vương hoàng thất mỗi vị đệ tử hoàng thất của thánh quang đế quốc đều phải có một tấm bài đặt trong tông nhân phủ phái người trông coi phải cẩn mật chú ý trên mặt nguyên mệnh bài này mang theo khí vận cắt hung của mỗi người mà phát sinh biến hóa màu sắc thay đổi nếu gặp nguy hiểm tông nhân phủ sẽ phát hiện rồi lập tức phái người đi cứu viện cũng có thể dễ dàng quản lý nhưng mà hiện tại nguyên mệnh bài cao cao tại thượng của tam hoàng tử trực tiếp nổ tung đại biểu cho việc tam hoàng tử đã trực tiếp vẫn lạc, tông nhân phủ cũng không làm gì được. thánh quang đế quốc cũng tọa lạc tại trục tuyến của thánh quang đại thế giới. từ nơi xa nhìn lại, từng tòa thành trì cao tới vạn trượng đứng sừng sững trong mây, từng vị từng vị tu sĩ ngự kiếm phi hành trên những tòa cung điện cao cao, những tu sĩ kia mỗi người đều là thần thông bí cảnh, có rất nhiều kim đan, càng có nhân vật thần thông bát trọng cửu trọng, thậm chí còn ngẫu nhiên thấy được cự đầu trường sinh bí cảnh nhất trọng vạn thảo cảnh nhị trọng bất tử chi thân. Tại huyền hoàng đại thế giới, rất hiếm thấy cao thủ kim đan. Tu sĩ ra ngoài rất thừa thớt. Mà ở trong thánh quang đại thế giới, từng tòa thành trì đều do tu chân giả kiến tạo. Đây đúng là đế quốc của tu chân giả. Cơ hồ là không có người thường. Cơ hồ là không nhìn thấy người tư nhục thân cảnh trở xuống. Không biết là đi nơi nào làm nô lệ, kẻ hầu hoặc là bị nuôi nhốt giống như con kiến vậy. Đại huyền đế quốc trong hoàng huyền đại thế so với thánh quang đế quốc này quả thật chỉ là một mảnh đất nông thôn mà thôi. Thậm chí cũng không bằng. Ở giữa những thành trì trên còn có vô số không gian đất gãy, trong những không gian này còn có những thành trì cự đại được phủ trong mây mù, hiển nhiên là địa bàn của một vài đại gia tộc. Loại tình cảnh này cư nhiên có phần tương tự như trong một số đạo kinh miêu tả về tiên giới. Nhưng mà hiện tại thế giới này bài danh rất gần trong 3000 đại thế giới, thực lực tuy kém tiên giới nhưng vẫn cực kỳ hùng hậu. Thánh quang đại thế giới bài danh thứ 10, tuy vừa mới thăng bậc, thế nhưng ngẫm lại thánh quang đại thế giới bài danh còn trên trăm lần so với vô cực đại thế giới, nên có thể tưởng tượng được ra thứ hạng thứ 10 này có bao nhiêu phân lượng tại một tầng trong không gian gấp hút, vô số cung điện, thành trì đang được kiến tạo, không gian kia có ngăn cách bởi từng tầng vách tường thủy tinh. Xây dựng thành trì trong đó phi thường hợp lý, cao cao tại thượng, có thể nhìn rõ hết thầy mọi cảnh bên ngoài, thế nhưng người ngoài lại không thấy rõ cảnh tượng trong này. Lão Tổ Tông, Tông Nhân Phủ vừa truyền tin đến, Tam Hoàng Tử đã chết. Huyền Anh Huyền Hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã chết. Tại chỗ sâu nhất của một tòa thành trì cực lớn, một thân thể ngang nhiên đứng vững, đưa lưng về phía cửa ra vào, mà từ đại môn kia đi vào hai cao thủ thần thoại truyền kỳ tu luyện đến trường sinh bí cảnh để tam trọng. thế nhưng hai người này đối mặt với thân thể kia bỗng phốc một tiếng quỳ dạp xuống mặt đất, phủ phục đầu xuống, cái mông nhếch lên thật cao, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm cùng tự tin của cao thủ động thiên cảnh, tự hối như làm nô lệ cả đời vậy. đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? các ngươi cẩn thận nói ra xem. ta cũng cảm giác được bản thân mất đi một phần phân thân. trước khi huyền anh, huyền hạ rời đi ta đã vẽ cho bọn họ một đạo linh phù, bất quá bọn họ đụng phải nhân vật cường đại tên là Nhân Hoàng Bút, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí thời vĩnh cổ. Phần phân thân kia của ta quả thật không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà Huyền Anh, Huyền Hạ cũng tránh được một kiếp. Tự dưng ngay cả Tam Hoàng tử cũng gặp độc thủ. Tông Nguyên Phủ bên kia đưa ra tin tức gì? Không biết Hoàng đế đã biết chưa, không biết hắn sẽ tức giận thành cái bộ dạng gì. Trong lúc nói chuyện thân thể cao ngất kia không phát ra nửa điểm tình cảm ba động, tựa hồ như sinh vật dị giới vậy. Nhưng nghe thấy thanh âm này, hai cao thủ động thiên cảnh tới bẩm báo càng phủ phục dưới mặt đất, run rẩy không trả lời được. Bởi vì bọn họ đang đối mặt với lão tổ tông của một đại gia tộc huyền gia, huyền vô cô tại Thánh Quang Đế Quốc. Trường sinh cử trọng vượt qua tiên giới lôi phạt tu luyện đến hư tiên cảnh. Loại nhân vật này chỉ cần một cái ý niệm muốn chết mình cũng có thể trong nháy mắt khiến cao thủ động thiên cảnh rơi vào tuyệt cảnh, thật sự chỉ cần một câu là có quyền sát sinh. Khởi bẩm lão tổ tông, hiện tại tông nhân phủ đã mang theo nguyên mệnh bài của Tam hoàng tử tới gặp bệ hạ. Bệ hạ nổi trận lôi đình ra lệnh cho cao thủ tại Không Thiên giám liên thủ suy tính thiên cơ, đã tính ra, một kẻ tên là phương hàn tại huyền hoàng đại thế giới đã giết tam hoàng tử thế nhưng cao thủ không thiên giám lại không thôi toán được một số chuyện liên quan tới tên phương hàn này không thiên giám liên thủ cũng không thôi toán được chuyện liên quan tới tên phương hàn kia phương hàn người này rốt cuộc là ai chẳng lẽ là tiên sử chỉ có tiên sử mới không cách nào thôi toán được phải biết rằng đám người không thiên giám kia đều có tu luyện đại thôi diễn thuật đến cực hạn sức chiến đấu có lẽ rất kém thế nhưng mà thôi toán thiên cơ lại rất chuẩn xác lão tổ tông huyền vu cô lầu bầu nói hai người phù phục trên mặt đất cũng không dám thở mạnh, không dám đáp lời. Bọn họ biết lão tổ tông lầu bầu là không muốn để bọn họ trả lời, nếu không cẩn thận sẽ bị lão tổ tông trách tội, bọn họ lập tức sẽ phải chết. Lúc lão tổ tông Huyền Vô Cô suy tính, đột nhiên trong hư không khẽ động. Huyền Vô Cô duỗi tay tung ra một chảo, đầu ngón tay điểm ra, lập tức rất nhiều không gian đều tự vỡ ra, bàn tay hắn trực tiếp với tới một hành tinh xa xôi. Một mảnh tinh quang cực lớn bị hắn bắt lấy, sau đó bàn tay rụt về, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vũ mau màu vàng lông của kim sĩ đại bàng điểu là đầu yêu thánh nhạc siêu trong vô cực đại thế giới có chuyện gì mà hắn cư nhiên không tích hao phí một chiếc lông để tới truyền tin cho ta ánh mắt của lão tổ tông huyền vô cô lóe lên cái lông màu vàng này đột nhiên nổ tung một cỗ thế giới chi lực tràn ra trên mặt ngưng kết thành một cái thế giới nho nhỏ ở trong thế giới này xuất hiện một kim y nam tử đứng thẳng chính là một trong tám đại yêu thánh siêu thiên đại thánh huyền vô cô đạo hữu từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ siêu thiên đại thánh nói có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Huyền vô cô lạnh tanh nói, giọng nói cao cao tại thượng như trưởng bối đối với vãn bối vậy. Cũng phải, hắn đã vượt qua tiên giới lôi phạt, đã là cao thủ hư tiên cảnh, từ nay về sau không tai không kiếp, chỉ chờ lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc có thể phá không phi thăng đến tiên giới tiêu diêu tự tại. Tự nhiên trên tâm lý cũng xuất hiện vẻ cao cao tại thượng trước mặt giới vương cảnh siêu thiên đại thánh. Huyền vô cô đạo hữu chẳng phải là vì vãn bối của mình, huyền anh, huyền hạ bị người giết chết mà suy tính sao? Bây giờ ta tới báo tin đó đây." Siêu Thiên Đại Thánh cười nói, "Ngươi nói đi." Kẻ giết người tên là Phương Hàn, hắn cũng có chút quan hệ sâu xa với Huyền Vô Cố ngươi, hắn là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, chiếm được Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó ngươi ở trong Thiên Vũ chi khố bị Hoàng Tuyền Đại Đế đánh bại, hiện tại có thể báo thù rồi." Siêu Thiên Đại Thánh cười híp mắt nói, "Đủ rồi." Huyền Vô cô đột nhiên giận dữ, tựa hồ như Siêu Thiên Đại Thánh gợi lại chuyện nhục nhã nhất trong đời hắn vậy vũ Mao màu vàng ngưng tụ thành thế giới thoáng cái sụp đổ, nam tử kim y trong đó biến sắc. Huyền vô cô, ta có hảo ý muốn tới thông chi cho ngươi, ngươi vì sao muốn hủy diệt nguyên linh của ta, một cái vũ Mao sát vũ này ta phải tu luyện 8.000 năm mới ngưng luyện thành đấy. Rồng có vẩy ngược, sơ vào phải chết. Nhạc siêu, ngươi tới báo tin, tưởng là ta sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Vậy ngươi lầm rồi, ta không phải là không biết người muốn ta tới giết chết tên Phương Hàn kia, sau đó lưỡng bại câu thương cùng nhân hoàng bút mà ngươi từ đó chiếm được chỗ tốt, nếu như ta còn không biết điểm tâm tư ác độc này của ngươi, ta còn gọi gì là hư tiên. Hư tiên là gần giống với tiên nhân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tiên nhân chân chính." Thanh âm của Huyền Vô Cô mang theo rất khí lạnh như băng. "Huyền Vô Cô, ngươi làm vậy, sau này còn ai dám báo tin mật cho ngươi?" Nam tử Kim Y Siêu Thiên đại thánh phát ra tiếng gào thê lương, dãy dụ muốn thoát ra khỏi ma trở. Thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Trong miệng Huyền Vô Cô phát ra tiếng cười lạnh một trưởng bóp nát cái lông màu vàng kia, đây còn chưa tính. bàn tay hắn xuyên qua hư không, men theo quỹ tích bay của chiếc lông này liền thấy được không gian vô tận giữa các hành tinh. khi bàn tay hắn áp xúc lại, cuối cùng đã nhìn thấy vô cực đại thế giới. vô cực đại thế giới cũng dần dần thu nhỏ lại, xuất hiện một cây thánh thụ cự đại. trên cây này dùng một loại cỏ màu trắng chế thành tổ chim, trong tổ chim sừng dưỡng một tòa hành cung. trong hành cung có một nam tử đang đả tọa, chính là siêu thiên đại thánh. lúc này trên mặt hắn đang hiện lên vẻ phẫn nộ thế nhưng sau đó một đại thủ sáng lóa đột phá hư không oanh kích tới bổ xuống đỉnh đầu hắn hắn phẫn nộ giống to đồng thời phun ra một ngụm máu tươi va chạm với cái đại thủ này hai thứ va chạm thế nhưng thế giới trong cơ thể siêu thiên đại thánh chấn động rồi sụp đổ tựa hồ như là băng tan vậy huyền vô cô ngươi chết không yên lành đâu hắn phát ra tiếng huyền rủa đầy phẫn nộ lần sau ngươi mà còn động đến về ngực của ta ta liền nhổ hết mấy sợi lông chim trên người ngươi biến ngươi thành một con gà quay ngươi biết chưa thanh âm của huyền vô cô nhộn nhạo vang vọng trong tổ chim này tốt lắm các ngươi đứng lên đi gần đây ta muốn đi huyền hoàng đại thế giới một chuyến huyền vô cô vất vất tay hai người kia vội bò ra ngoài cao thủ động thiên cảnh ở trước mặt hắn chỉ có thể bò ra có thể thấy được vị lão tổ tông này uy nghiêm cỡ nào lão tổ tông bệ hạ rất tức giận vì chuyện tam hoàng tử chết chuyện này có quan hệ với huyền gia chúng ta và nhất người xuất ra ý chỉ mà lão tổ tông không có ở đây vậy chúng tiểu nhân ứng phó thế nào bệ hạ sẽ trực tiếp nói cho ta biết Huyền vô cô nói. Chuyện này cũng không có gì. Ta phải đi giết một người. Chờ hai người kia bò ra ngoài. Sắc mặt của hắn biến thành vẻ thập phần âm lãnh. Một cảnh tượng chợt hiện lên trong óc. Ở bên trong thiên vũ chi khố. Một bóng người mặc y phục màu vàng. dáng người cao lớn như núi đứng trong hỗn độn chi khí. Giống như cổ thần sinh ra từ trong thượng cổ hỗn độn vậy. Vì hỗn độn cổ thần này ánh mắt nhìn xuống. Trên mặt đất có nằm một người. Cư nhiên khuôn mặt có phần tương tự huyền vô cô. Đúng là huyền vô cô tại vài ngàn năm trước. Tiểu tử, quỳ xuống, dập đầu. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi tuy tu luyện đến hỗn độn cảnh, trường sinh bát trọng, thế nhưng trong mắt ta vẫn chỉ là con kiến, cho dù ngươi tu luyện đến thiên tiên vẫn chỉ là con kiến. Tu vi thấp như vậy, hoàng tuyền đại đế ta thật sự không muốn giết, chỉ làm ổ ế tay ta, nhưng mà ngươi dám mạo phạm ta, ta không thể đơn giản tha cho ngươi. Dập đầu đi. Những lời vũ nhục này nhiều lần quanh quẩn trong óc huyền vô cô. Hoàng tuyền đại đế, ngươi đã chết, bị tiên giới giết chết, chết rất tốt, chết rất hay nhưng mà ta còn muốn giết chết truyền nhân của ngươi, triệt để giết chết. Lần này không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng kế hoạch của Thái Nhất Môn như lưới trời không vết vá, lại phải chịu thiệt thòi, chẳng những để Phương Hàn cướp lấy hoang thần chi thi. Hơn nữa Phong Bạch Vũ cũng thoát ra tuy Phương Hàn cướp được bảo bối đối với ta mà nói cực kỳ có lợi, thế nhưng để Phong Bạch Vũ chạy đi, chỉ sợ môn phái sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hoa Thiên Đô cũng đã chạy trốn thành công, không biết môn phái sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Hắn đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Một đạo thủy quang cực kỳ mãnh liệt qua lại như con thoi qua tầng cửu thiên cương phong của Huyền Hoàng đại thế giới. Trong vòng ngàn dặm cửu thiên cương phong đều bị cỗ hơi nước này tách ra. Cỗ hơi nước này chính là yên thủy thiên. Hơi nước của yên thủy thiên nồng đậm đến cực điểm. Nếu như cô động ra, có thể biến thành một đại dương. Tùy ý phun ra một quốc gia, thậm chí là hơn 10 quốc gia đều bị mưa rào tầm tã che hết thảy các loại thành trì. Hiện tại nàng mới chính thức thể hiện lực lượng của thủy thần linh trong động thiên của nàng có chấn áp năm thần thú hoàn toàn dung hợp với động thiên lực lượng của năm thần thú tổ hợp lại cho dù nàng gặp được cao thủ dưới vương cảnh cũng có thể thoải mái bỏ chạy nếu như lần này nàng trở lại môn phái nhờ vào lực lượng của vĩnh hằng thần lô để thăng năm thần thú này tới tạo vật cảnh bản thân mình cũng tấn thăng tới tạo vật cảnh tu vi chỉ sợ ngay cả thái hỗn thiên cũng không làm gì được nàng vương thanh tuyết đám thượng cổ thần linh tự nhiên chuyển thế chỉ mới tu luyện thế nhưng quá trình lại dễ dàng hơn nhiều so với đám tu sĩ bình thường tuy lúc này nàng đang phi hành thế nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Rất xa, sơn môn của Thái Nhất Môn hiện ra trước mắt, khắp nơi là những dãy núi tú lệ chìm trong mây mù, không gian gấp khúc, tu sĩ cường đại của Thái Nhất Môn phi hành trong đó. Từng đạo từng đạo thông đạo hướng tới các tinh vực, hết thể đệ tử cường đại của Thái Nhất Môn bay ra từ những không gian dị này, trên tay cầm đủ các loại thi thể yêu thú cường đại. Mọi người đều rất vui vẻ nghị luận, nên đem những thi thể yêu thú này luyện chế thành pháp bảo gì, hoặc là đem ra thị trường đổi lấy đan dược tu luyện. Thái Nhất Môn vẫn toát ra sinh cơ bừng bừng phồn vinh hưng thịnh. Đại sư tỷ đã trở lại. Tham kiến đại sư tỷ, không. Tham kiến phó trưởng môn. Phó trưởng môn thọ cùng trời đất, đại sư tỷ thanh xuân vĩnh tại. Rất nhiều đệ tử thái nhất môn từ trong không gian dị độ phi ra, khi nhìn thấy thủy quang mãnh liệt đáp xuống trước sơn môn, thân hình yên thủy thiên hiện ra, mỗi người đều lập tức bay tới chỉnh tế hô lên, vẻ cung kính đúng là không thể dùng lời để hình dung. Lần này đã qua chừng 10 ngày từ khi tới Thiên Vũ chi khố đoạt bảo, đối với tu chân giới linh thông tin tức mà nói, một ít tin tức nho nhỏ cũng được truyền đi nhanh chóng. Mà chuyện xích Dung Thiên vẫn lạc, Yên Thủy Thiên lấy được khắc đế trừ tịch phiên đều được truyền bá rộng rãi trong đám đệ tử Thái Nhất môn. Hiện tại đệ tử của Thái Nhất môn đều đã biết trong tương lai Yên Thủy Thiên nhất định là truyền nhân trưởng giáo trí tôn của Thái Nhất môn rồi, bởi vì trong số rất nhiều phó trưởng môn, không có người nào có thể tranh đoạt cùng nàng. Đám đệ tử này, Yên Thủy Thiên nhìn rất nhiều đệ tử của Thái Nhất môn mang theo vẻ bồng bột, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khí tức đại phái đệ nhất thiên hạ, đột nhiên ở sâu trong nội tâm nàng xuất hiện chút cảm thán phương hàn đã lấy được hoang thần chi thi phong bạch vũ thành công thoát khốn thái nhất môn cùng vũ hóa môn đã trở thành sinh tử cừu địch những ngày sau này thực lực của vũ hóa môn nhất định sẽ đại tiến sau đó chiến đấu cùng thái nhất môn gây ra tình phòng huyết vũ tại trường phong ba này liệu có con đường nào cho ta nếu như ta là một đệ tử bình thường ngược lại có thể không thèm quan tâm thế nhưng hiện tại ta chính là đệ nhất phó trưởng môn sau này khẳng định phải dẫn đầu đệ tử thái nhất môn đối kháng với vũ hóa môn nhất định phải chém giết ta phải làm sao đây than thở nhẹ một tiếng, Yên Thủy Thiên sẽ tiến tới chỗ sâu nhất trong Thái Nhất môn, thân phận hiện tại của nàng đã có tư cách tiến nhập vào Vĩnh Hằng Thần Điện, hơn nữa nàng còn phát hiện ra bản thân có cảm giác huyết nhục tương liên với Vĩnh Hằng Thầm Lô. Nhưng mà nàng cũng không biết loại tư vị này có ý nghĩa gì, không biết có liên quan gì tới Vĩnh Hằng Thần Lô. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tại mấy ngàn năm sau, sau khi Hỗn Thiên trưởng giáo thoái vị Yên Thủy Thiên sư tỷ sẽ trở thành trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất môn chúng ta à? Không có ngoại lệ, hơn nữa chỉ sợ không tới mấy ngàn năm, hỗn thiên đã tu thành thế giới, lúc đó sẽ ẩn tu sâu trong thời không một mực tu luyện tới hỗn động chi cảnh, thậm chí đánh sâu vào hư tiên. Chuẩn bị thái vị, khi đó Yên Thủy Thiên nhất định sẽ kế thừa đại vị. Đúng vậy a, à, nghe đồn tại vạn năm trước Thái Hoàng Thiên tổ sư chính là vì vượt qua tiên giới lôi phạt cho nên mới thoái ẩn, đem trưởng giáo vị truyền cho trưởng giáo hỗn thiên khi đó mới tu thành động thiên cảnh. Đúng vậy, ta xem ra tu vi của đại sư tỷ chỉ sợ không còn là động thiên cảnh nữa rồi, cũng không biết là chiếm được kỳ ngụ gì. Thôi đi, ngươi chỉ là một nhân vật thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, làm sao biết được cảnh giới của nhân vật trường sinh bí cảnh? Ta thường xuyên tới vực ngoại hư không buôn bán với giới tu chân của các đại thế giới, đã kiến thức qua rất nhiều nhân vật lợi hại, biết cách phân biệt cảnh giới, nếu không nhận biết được, vạn nhất đụng phải nhân vật lợi hại, chẳng phải uổng mạng hay sao? Đừng nói nữa, chúng ta phải siêng năng tu luyện, hy vọng có thể một bước lên trời đến trường sinh bí cảnh a. Tại thời điểm Yên Thủy Thiên thoáng cái tiến vào nơi sâu nhất trong Thái Nhất môn, ngàn vạn đệ tử nhìn theo bóng ảnh của nàng đều nghị luận, ngoại trừ sùng kính chính là hâm mộ. Vĩnh Hằng Thần Điện, đại môn điện phủ cổ xưa, Vĩnh Hằng Thần Lô diễn hóa ra hư không, hiển hiện ra trước mặt Yên Thủy Thiên. Yên Thủy Thiên hít thật sâu một hơi vĩnh hằng chi khí, cũng cảm giác được tất cả vĩnh hằng chi khí tự hồ như đã nhận ra tu vi của mình mà sinh ra một loại cảm xúc vui sướng. Vì tu vi của mình tăng lên mà vui sướng. Thời điểm nàng tiến lên chuẩn bị bước vào Vĩnh Hằng Thần Điện, đột nhiên lúc này xuất hiện một mỹ nhân tóc xanh có vẻ bệnh hoạn, cư nhiên là Thái Nhan Thiên Nhan trầm ngư. Yên Thủy Thiên, không ngờ ngươi đã trở lại. Thái Nhan Thiên vừa nhìn thấy Yên Thủy Thiên, trên khuôn mặt hơi bệnh hoạn liền hiện ra vẻ tươi cười, cực kỳ vũ mị, cũng cực kỳ âm lãnh, tự hồ như biết được bí mật gì đó của Yên Thủy Thiên, muốn áp chế nàng vậy. Cư nhiên là Thái Thượng trưởng lão Thái Nhan Thiên, không biết ở đây chặn đường ta là có chuyện gì. Yên Thủy Thiên đã biết mối quan hệ giữa Thái Nhan Thiên Nhan trầm ngư cùng Tô Tú Y, lần này tới Vĩnh Hằng Thần Điện là muốn báo việc này cho trưởng giáo chí tôn Thái Hỗn Thiên biết, nhưng lại không ngờ rằng Thái Nhan Thiên cư nhiên đứng ở cửa chặn đường. Cũng không có chuyện gì, Thái Nhan Thiên mỉm cười, bàn tay vỗ bả vai Yên Thủy Thiên, nhìn như chỉ tùy ý, thế nhưng Yên Thủy Thiên lại cảm thấy một cỗ cương khí quỷ bí bao phủ quanh các đại huyệt trên thân thể mình. Từng sợi cương khí vô hình vô ảnh, dày đặc như châm bao phủ hư không, từng đợt tạo vật chi khí bao quanh thân thể nàng. Làm gì vậy? Trong lòng Yên Thủy Thiên khẽ động, nhưng cũng không hề kinh ngạc, nếu như lúc trước nàng còn là động thiên cảnh, một chiều này của Thái Nhan Thiên chỉ sợ sẽ khiến nàng ăn thiệt thòi lớn, thế nhưng hiện tại nàng là chủ quang cảnh đỉnh phong, bản thân còn có lực lượng của năm đầu thần thú nữa. Trong động thiên của nàng truyền tới một cỗ thanh âm giống như bò giống, là thiên thận vương tung ra công lực, tràn vào bàn tay yên thủy thiên. Bàn tay mảnh khảnh của nàng hơi xoay tròn, một cỗ tạo vật chi khí cũng chảy ra, nhưng tụ thành một ảo cảnh kỳ quái, như long bay loạn, tựa hồ như là vạn ảo cảnh. Sắc mặt nhan trầm ngư lập tức biến đổi, nàng cũng không ngờ rằng trên người yên thủy thiên có tồn tại tạo vật chi khí. Hơn nữa trong cỗ tạo vật chi khí này còn ẩn chứa pháp tắc tạo vật, mặc dù không hoàn thiện bằng mình, thế nhưng lực lượng còn siêu việt hơn xa bản thân. Hiện tại lực lượng của nàng còn chưa tới ngàn ức, chỉ gần tiếp cận ngàn ức mà thôi. Thế nhưng cỗ lực lượng này trọn vẹn trên cả ngàn ức, trong nháy mắt đánh vỡ pháp lực trong lòng bàn tay nàng. Hơn nữa các loại ảo cảnh trên mặt lại hiện ra muôn ngàn cảnh tượng, tơ tư hồ như muốn cuốn thân thể nàng vào trong đó. Thân thể nàng lập tức rung lên, đại tai nan thuật bán ra từ đầu ngón tay, một cỗ tai nan chi khí tràn ngập ảo cảnh, phá giải tất cả pháp lực. Mà yên thủy thiên thử thế bước tới, một trưởng đánh tới lồng ngực nàng ta. Nàng này lập tức lùi lại ba bước, tránh né công kích. Thân thể Yên Thủy Thiên đột nhiên lùi lại, thanh âm sắc bén vang lên. "Nha Trầm Ngư, mặc dù ngươi là thái thượng trưởng lão, nhưng mà động thủ với phó trưởng môn đã là mạo phạm môn quy, ngươi muốn làm gì?" "Vừa rồi ta chẳng qua là muốn thử xem thực lực của sư muội mà thôi, nhìn xem ngươi ở trong Thiên Vũ chi khố chiếm được bao nhiêu chỗ tốt." Trên mặt Thái Nhan Thiên vẫn hiện lên vẻ tươi cười, không thể tưởng được thực lực của sư muội đã đạt tới tình trạng như vậy, một lần nữa đột phá cảnh giới, đến chủ quang cảnh đỉnh phong trong động thiên của ngươi tựa hồ chấn áp một đầu thần thú tạo vật cảnh tạo vật chi khí nồng đậm nhất định là có người trợ giúp đúng không không biết là ai trợ giúp ngươi vậy ta đúng là được người trợ giúp yên thủy thiên cười nói đồng thời ta đã thấy ngươi ở cùng với người của ma đạo lần này trở về là muốn bẩm báo chuyện này với trưởng giáo thái hỗn thiên ngươi sợ hãi cho nên mới tới đây chặn ta đúng không ta ở cùng với người ma đạo nhan trầm ngư mình cười gật gật đầu cũng không có cái gì đây là ta thử thụ phù chiếu của tiên giới vậy sao đừng tưởng rằng phụ thân của ngươi nhan ngọc thiên phi thăng tiên giới chuyện gì ngươi cũng có thể đẩy cho phù chiếu của tiên giới yên thủy thiên mỉm cười nói tiên giới hư vô mờ mịt lên rồi không thể xuống ngươi nghĩ rằng ta không biết tiên giới sao chúng ta tốt nhất là đem hết mọi chuyện nói cho thái hoàng thiên tổ sư bọn họ biết ta cũng đang có ý đó hôm nay gặp ngươi trở về thật đúng lúc nhan trầm ngư không thèm để ý chút nào nói hôm nay thái nhất môn ta xuất hiện đại sự tiên giới một lần nữa hạ phù chiếu xuống sau khi thái hoàng thiên tổ sư nhận được phù chiếu đã phát động trừ thiên triệu tập lệnh triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão phó trưởng môn tới dự hội nghị hình như ngươi cũng nhận được tin tức rồi nhỉ thân thể yên thủy thiên khẽ động sở dĩ nàng vội vàng rời khỏi phương hàn quả thật là bởi vì nhận được chư thiên triệu tập lệnh của thái nhất môn yên thủy thiên thái nhan thiên các ngươi không nên tranh chấp tại đại môn như thế mau vào đi một cỗ thanh âm từ hỗn độn vang vọng tới chính là thái hỗn thiên trưởng giáo chí tôn của thái nhất môn Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.